Thì bây giờ Thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về cái thông tin liên quan đến cái phần trăm đầu tư mà Thường cập nhật tối ngày hôm qua. Thì nhiều bạn cũng hỏi Thuận là cái sự khác biệt là như thế nào, thường như thế được hay là không. Tại vì cái tay không lâu, cái tay 12 ngày, ngày 18 tháng 1, Thường đã chia sẻ là các bạn thấy là lúc đó thì cái phần trăm lưu trữ của Thuận nó nhiều nhất vẫn là Bitcoin 53% và nhiều thứ nhì là Ethereum là 37,5%. Và các bạn thấy được là cái số lượng này đã thay đổi rất nhiều Cái phần trăm chúng ta thấy được là Bitcoin tối ngày hôm qua thì chiếm cái tỷ lệ là 49,2% vẫn là nhiều nhất nhưng mà Ethereum thì chiếm tỷ lệ là 40,8% thì các bạn thấy được đã tăng lên rất là nhiều Bitcoin cái phần trăm đã giảm xuống gần như 5% và Ethereum đã tăng lên gần như là 3-4% bây giờ là cả hai đều gần như là bằng nhau cách nhau chỉ có 8% mà thôi thì có một số những điều mà thuận cần phải giải thích với các bạn thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này thứ nhất là nhiều bạn hỏi thuận là làm sao để có thể tạo được những cái biểu đồ như thế này những cái tài liệu như thế này thì thực ra mà nói là bạn thân thuận là một người mà không có thẩm mỹ lắm tất cả những cái màu mà thẩm mỹ ở trên trang web đều là đến từ đội của Thuận Capital và đặc biệt là đến từ uh, Đức đây là một trong admin Rất là giỏi về graphic ở đội của Thuận Capital cho nên tất cả những điều này là thuận đều không biết làm sao để làm nếu như mà các bạn uh, dựa vào thuận thì thường chỉ có thể tiếp tục lên trên mạng để mà vẽ hình cho bạn coi mà thôi nhưng mà các bạn thấy là cái sự khác biệt đó thì chúng ta thấy là cái phần trăm của Bitcoin đã giảm uh, từ ngày 18 tây lên tới ngày 30 tây thì nhiều bạn hỏi thuận là có phải thuận đã bán Bitcoin đẩy vào Ethereum hay là không thì các bạn có thể nhớ là cái tây không có lâu đó cái đây thường nhớ là lúc mà Bitcoin đạt được cái mức là khoảng 30.000 đô thì thường đã bán tổng cộng là 5% Bitcoin thời điểm đó cái đây cũng đã vài tuần rồi thì 5% Bitcoin đó thường sau khi bán đã đẩy qua Ethereum cho nên các bạn mới thấy được là cái phần trăm của Ethereum đã tăng lên thời điểm đó nhưng mà gần đây thường không có bán thêm Bitcoin nào và lý do tại sao mà phần trăm của Bitcoin đi xuống Ethereum tăng lên đó là tại vì hai yếu tố yếu tố đầu tiên đó chính là gần đây thì Bitcoin đã ngưng tăng trưởng và Ethereum thì vẫn tiếp tục muốn thử cái đỉnh mới cho nên giá Ethereum đã tăng lên và thứ nhì nữa là Thuận đã chia sẻ thông đức đã tích cực để mà tích tỷ thêm Ethereum cho nên gần đây đã thường chỉ suy nghĩ hàng ngày là làm sao làm gì để có thể có thêm nguồn để mà mua thêm Ethereum để mà tích tử thêm Ethereum ngày nào thường chỉ cứ một cái suy nghĩ đó mà thôi cho nên Ethereum là một trong những đồng mà thường đã chia sẻ là thường đang rất là tích cực tích lũy bây giờ là đồng mà thường tích cực tích lũy nhất còn lại thì các bạn thấy được là tại sao mà chúng ta lại thấy cái phần trăm của Uniswap tăng trưởng lên tới 3,13% trong khi là cách đây không lâu chỉ có 1,56% mà thôi. Lý do thì cũng rất đơn giản tại vì UNI giá cả đã tăng trưởng trong thời gian gần đây. Và đương nhiên XRP thì các bạn cũng đã thấy là bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 sau khi mà chúng ta nghe nói cái thông tin là XRP bị kiện bị SEC đó thì thường đã rời khỏi XRP, thùng đã chia sẻ với các bạn và cái số 1%, ,1 này thường đã đẩy vào Ethereum ở cái thời điểm đó và bây giờ thực ra mà nói mà thùng muốn tích lũy mua thêm cũng không thể tại vì bây giờ ở Hoa Kỳ rất khó để các bạn có thể tiếp cận được với đồng XRP này và ngoài chỉ điều đó ra các bạn thấy được là thùng vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng uh, Binance Coin, Cardano, Litecoin, Yuna Finance, Polkadot, Link, Synthetix để điện đồng mà thùng vẫn đang tiếp tục lưu trữ hiện bây giờ và vẫn tiếp tục trung bình giá nhưng mà bây giờ mạnh nhất thường chú tâm nhiều nhất vẫn là Ethereum đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về thông tin này thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới Wall Street Best và cái sự kiện chúng ta cũng đã biết là diễn ra trong vòng mấy ngày qua liên quan đến GameStop cũng như là cái sự chiến đấu giữa hai bên một bên là những nhà đầu tư thông thường ở trên subreddit Wall Street Bet, mà bây giờ chúng ta đã có tới 7,6 triệu người tham gia vào cái subreddit này và chúng ta thấy là một bên kia đó chính là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư những cái hedge fund mà đánh cái cổ phiếu đi xuống như để đánh short thì chúng ta cũng đã biết là cái sự kiện này đã diễn ra trong vòng nhiều ngày qua và thật kia mà nói đó thuận rất là thích khi mà chúng ta nghe nói tới những nhà đầu tư thông thường như là thuận với các bạn có thể cùng nhau hợp lại để mà đánh bại những công ty lớn nhưng mà cái sự thật thật ra không phải như vậy khi chúng ta nhận được thêm nhiều thông tin mới đó thì chúng ta mới thấy được là sự thật là như thế nào và Thuận thì rất khó để mà chia sẻ thông tin này với các bạn Nhưng mà Thuận thì muốn là cái câu chuyện này có một cái kết thúc tốt đẹp Có nghĩa là những nhà đầu tư cuối cùng đã hợp lại với nhau và đánh bại những công ty lớn Và mọi chuyện trở nên cân bằng hơn Nhưng mà sự thật không phải là như vậy Thì để chúng ta nói về một số những thông tin sau đó chúng ta nói về những cái sự kiện sẽ xảy ra trong những ngày tới đây Và thực ra đã có cái dấu hiệu là đã có một thị trường khác đang được pump lên Bởi cái số lượng người ở trên Wall Street Best này Và cái số người watch này đã nhiều bạn bây giờ nói là nhảy qua để mà pump đồng crypto Thực ra mà nói là những dẫn chứng gần đây chúng ta thấy được là có những cái nhóm copy Giống như là họ muốn copy cái nhóm watch bet ở trên những cái thị trường của crypto Nhưng mà thật ra mà nói không phải là cùng một số lượng người Có thể là một số lượng người từ watch nhảy qua crypto Nhưng mà cái nhóm watch bây giờ đó Cái trọng tâm, cái mục tiêu kế tiếp đó chính là thị trường silver, thị trường bạc. Chúng ta sẽ nói thêm về một lát nữa. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua đó thường đã chia sẻ cái thông tin là cái câu chuyện về GameStop đó chưa có kết thúc và thật ra cái cuộc chiến bây giờ đang rất là dữ dội. Chúng ta thấy được là một bên đó chính là cái nhóm người đầu tư riêng lẻ trên Wall Street Bet đã đẩy giá của công ty GameStop lên rất là cao và rất là rất là cao khiến cho nhiều nhà đầu tư lớn đã phải đóng lại lệnh số của mình đã phải thua lỗ rất nhiều và trong đó chúng ta biết là công ty lớn là công ty Melvin Capital đã phải đóng lại tất cả lệnh số của mình và đã lỗ rất nhiều, nhiều tỷ đô la và nhiều người nói là trong tuần tới đây có thể chúng ta nghe nói thông tin là công ty melvin capital sẽ phải khai phá sản thì đương nhiên chúng ta nghe những thông tin này chúng ta cảm thấy là những người ở trên reddit đã coi như đã có một cái sự chiến thắng nhưng mà sự thật thì không phải như vậy chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua thường chia sẻ đó là thống kê bây giờ cái số lượng định sốt để đóng lại cho công ty jamstop đó chỉ đóng lại chỉ có 8% mà thôi bây giờ cổ phiếu GameStop vẫn là cái cổ phiếu mà được đánh số nhiều nhất trên thị trường. có nghĩa là sau cái sự kiện uh, liên quan tới Wall Street Bet và GameStop trong những mấy ngày qua, thì cái lệnh số liên quan đến cổ phiếu GameStop không có giảm bao nhiêu mà thậm chí các bạn thấy được là bây giờ cổ phiếu GameStop vẫn là cái cổ phiếu mà được sốt rất nhiều, 113% lệnh số so với lại 100% cổ phiếu có thể có được. có nghĩa là bây giờ nhiều người sốt hơn là lưu trữ cổ phiếu. thì tại sao như vậy? tại vì các bạn thấy được đó là khi mà những người ở trên WallStreetBets mua cổ phiếu để mà đẩy giá lên Mua những cái call option người được mua để, để mà đẩy giá của cổ phiếu GameStop lên Thì khi mà cổ phiếu tăng lên Những cái headphone, những cái công ty lớn họ bị lỗ Họ đóng lại lệnh của mình Nhưng mà khi mà cổ phiếu giá tăng lên á, Thì lại càng có nhiều những cái quỹ đầu tư khác cảm thấy được đây là cơ hội tốt để mà nhảy vào để mà số tiếp tục tại vì giá đã tăng lên cao và các bạn thấy được là cứ tiếp tục như vậy càng ngày đã càng thu hút thêm nhiều những tổ chức đầu tư mới tham gia vào để mà số công ty GameStop này có nghĩa là giá được đẩy lên càng cao thì càng hấp dẫn đối với những nhà đầu tư lớn họ muốn sốt tại vì giá càng cao thì cơ hội sốt để mà đi xuống càng tốt cho nên các bạn thấy được là thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào nhiều những cái quỹ đầu tư khác tham gia vào để mà sốt và cứ thế mà tiếp tục các bạn thấy được là bây giờ hai bên dàn con với nhau là những người ở trên Wall Street những nhà đầu tư thông thường có đủ cái lượng tiền cần thiết để mà tiếp tục thu mua cổ phiếu Jimmy hay là không để mà tiếp tục thu mua những cái call option hay là không và đặc biệt là chúng ta cũng đang thấy là nhiều sàn giao dịch bây giờ nhất là những dùng như là Robinhood đó, thì giao quyết định là những người mà chưa có cổ phiếu Jimmy Tôi nhớ là thông tin hồi thứ sáu đó là chỉ được mua năm cổ phần Jimmy mà thôi những người mà đã có cổ phần Jimmy thì chỉ có thể được mua thêm một cổ phần Jimmy mà thôi có nghĩa là đã hạn chế cái lực mua và thực mà nói là không hạn chế đó thì câu hỏi kế tiếp mà thường muốn hỏi các bạn là chúng ta thấy tuy là cái số lượng người quan tâm đến vấn đề này rất là cao hầu như bây giờ là những cái đài truyền hình liên quan đến tài chính hay là không liên quan đến tài chính đều đã nói về cái thông tin này và chúng ta thấy được là cái số lượng người thích thú liên quan tới Wall Bet tăng lên rất nhiều 7,6 triệu nhưng mà trong 7,6 triệu người này so với lại cái số lượng người mà thực sự là tham gia vào cuộc chiến này là bao nhiêu người và cái số tiền đó có đủ hay là không để tiếp tục giữ giá của Jimmy hay là đẩy giá lên cho bạn thấy được là đây là một cuộc chiến mà không phải là chỉ cần nhưng là được nếu như mà muốn tiếp tục để mà đẩy lui những cái quỹ đầu tư đó thì những người trên Wall Street Best phải tiếp tục thu mua những cái call option những cái cổ phần để mà đẩy giá lên tiếp tục và đẩy giá lên tiếp tục để mà ép họ là phải rời khỏi cái vị thế short của mình tại vì họ mới vừa vô thì đương nhiên là cổ phiếu đứng yên thì đương nhiên là họ không bị lỗ các bạn phải tiếp tục đẩy lên và đẩy lên thì nguồn tiền đó tới từ đâu có đủ hay là không và một trong những điều mà có thể là có sự hình thức lớn đó chính là cái số tiền mà đang được nói tới À, được đề xuất bởi tổng thống Joe Biden cái số tiền mà thêm 1.400 đô chuyện người dân đang thường nghĩ là nếu như mà cái số tiền đó được đưa ra trong thời gian ngắn tới đây thì sẽ là một nguồn tài nguyên rất lớn để mà tiếp tục đẩy giá của Jimmy tăng lên nhưng mà các bạn à, cũng nên hiểu đó là bây giờ không chỉ riêng là cổ phiếu GameStop mà trên diễn đàn này còn nói tới những cổ phiếu khác như là chúng ta cũng đã biết là AMC và thậm chí gần đây gần đây nhất là những cái lời kêu gọi liên quan tới việc là đẩy giá của silver, đẩy giá của bạc lên và chúng ta thấy được đó là cái lời kêu gọi này là ngay cả trên mạng cũng có rất nhiều bài viết nói tới là mở cửa ngày mai đó thì sẽ có rất nhiều người sẽ đi thu mua những cái cổ phiếu liên quan tới bạc thu mua đặc biệt là trong bài viết này cũng như nhiều người đó là kêu gọi thu mua SRV SRV là một cái quỹ đầu tư liên quan tới bạc mà đứng sau lưng là phải có bạc để mà hỗ trợ giá cả và các bạn thấy được đó là thị trường crypto này cũng có rất nhiều người nói tới cái phong trào này như là các bạn thấy là Alexander thì chia sẻ là chúng ta sẽ thấy một cái đợt tăng trưởng mạnh của bạc. Tại vì sao? Tại vì thị trường bạc đó nhiều người cho đang bị short rất là nhiều và thực kê dẫn chứng cho thấy được đó là giá bạc đang bị một số những cái công ty lớn cố tình dìm giá xuống cho nên đây là một chuyên thị trường cũng tương tự như là GameStop mà nhiều người ở trên subreddit Wall Street bây giờ nói là cái cơ hội bây giờ là nằm ở thị trường bạc để mà mua bạc hay là mua cái cổ phiếu hay là mua call option liên quan tới bạc nhất là liên quan đến quỹ đầu tư SLV để mà đẩy giá của bạc lên khiến cho những công ty lớn là phải bị phá sản tại vì họ cố tình đẩy giá bạc xuống quá thấp cũng tương tự như là cái cơ hội của GameStop cách đây là một hai tuần cho nên bây giờ nhiều người và nhiều người hơn đang nói về vấn đề này và các bạn thấy ngay cả Ivan on Tech cũng nói về cái vấn đề này là bắt đầu thứ hai sẽ thấy là cái giá bạc tăng rất rất, 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 nhanh và càng tăng lại càng sẽ càng tăng nhanh tại vì càng tăng thì sẽ dẫn đến là nhiều cái công ty mà đang đánh suốt cái giá bạc sẽ bị phá sản hay là họ phải thu lỗ nặng và mua lại bạc trên thị trường và đẩy giá lên cao hơn nữa cũng giống như là cái tình hình tương tự như là tình hình của GameStop. Đây là điều mà được nói tới rất là nhiều và các bạn thấy được là ngay cả chúng ta nhìn vào một trong những cái hashtag mà bây giờ được nói tới nhiều nhất ở trên Twitter đó chính là đề tài liên quan tới Silver Swiss, nghĩa là số so Swiss thị trường bạc để cho giá của bạc tăng lên và các bạn thấy được là bây giờ có 70.000 người đã nói về cái đề tài này